lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 6 ha, 456 trong clip up trên kênh Không Công Khai. Và ba cái bài này cũng tương đối là khó nên các em đăng ký khóa học online thì các em nhận đầy đủ đường link các em nha. Và trong lớp 9 này thầy có đầy đủ là toán lý hóa sinh. Nên các em muốn đăng ký cái nào thì đăng ký. Ok. Được chưa? Trong lý hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục quay cho em một số bài nữa để chúng ta học. Bài này chắc thầy làm 4 clip em, 2 clip trên kênh công khai và 2 clip trên kênh không công khai các em nhé. Trong bài số 7, đặt một hiệu điện thế U ở hai đầu một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian T ha? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, người ta cho câu A, câu B, câu C, câu D. Q sẽ bằng U nhân T chia cho Y. Q bằng U nhân Y nhân T. Q sẽ bằng U bình phương nhân T chia R. Câu D là Q sẽ bằng Y bình phương nhân R nhân T. Thì game check này, thứ nhất cái câu này chắc chắn là đúng rồi. Định luật Jean-Nancy, ta thấy cái công thức này rất là quen thuộc. Thứ hai là công thức này cũng đúng, có đúng không? Ok. Và cái thứ ba, công thức này cũng đúng này. Tại vì sao này? Q sẽ bằng là U nhân Y nhân T. Mà cái anh Y này này thì bằng là gì? U chia cho R nhân T. Thì U nhân U này thì bằng U bình phương nhân T chia cho R. Như vậy chắc chắn đáp án không phải là đáp án A ở đây. Em chỉ việc nắm công thức là nó sẽ ra thôi. Hả? Nên là thầy nói với em là phải học thuộc công thức, chứ mà không học thuộc thì thôi bó tay chấm cơm em ạ. Không bao giờ có cách nào mà thầy quan thần thánh cỡ nào đi chăng nữa, giảng cỡ nào đi chăng nữa thì em không bao giờ hiểu được. Từ khi em lười biếng và không chịu học công thức, thầy nói trước như vậy. Bất kỳ môn nào, cực cả môn toán, môn hóa, môn lý, môn sinh luôn. Và riêng phần bài tập môn sinh học thầy nói với em cực kỳ khó. Em phải lưu ý như vậy, cực kỳ khó. Về toán lai, toán ADN, toán về protein, nhiễm sắc thể các kiểu đã điểu khó lạy luôn các em ạ. Nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 8. Rồi chúng ta đi sang câu số 8 nha. Mắc các dây dẫn và một hiệu điện thế không đổi. Hiệu điện thế nhớ là không đổi, nghĩa là U là giống nhau này. Trong cùng một thời gian, nghĩa là T này cũng giống nhau, U giống nhau, T giống nhau. Thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở? Như vậy thì ở đây chúng ta cái cần so sánh đó chính nhiệt lượng, nghĩa là Q, với lại điện trở dây dẫn nghĩa là R. Thì bây giờ chúng ta sẽ có công thức để tìm ra mối quan hệ của nó nha. Ở đây này, câu A là tăng gấp đôi khi điện trở dây dẫn tăng lên gấp đôi. Ở đây là tăng này và đây tăng ha. Ở đây tăng gấp đôi khi điện trở dây dẫn giảm đi một nửa. Tăng gấp đôi, thầy loại tăng gấp 4 khi điện trở dây dẫn giảm đi một nửa. Giảm đi một nửa khi điện trở dây dẫn tăng lên gấp 4. Thì bây giờ này, coi thử nha. Ta áp dụng công thức gì? Ở đây chúng ta có Q thì sẽ bằng là gì? Có phải U nhân Y nhân T. Mà Y này thì bằng gì? U chia R. Như vậy bằng U chia R nhân T. Thì để chúng ta có xuất hiện cái điện trở, để chúng ta biết này, U nhân U này là U bình phương nhân T chia cho R. Như vậy thì ở đây á, vì ở đây U với lại là gì, T này là không đổi, là như nhau. Chứng tỏ Q với R này là tỷ lệ gì? Tỷ lệ nghịch. Suy ra là gì? Q và R tỷ lệ nghịch. Các em hiểu không? Tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch với nhau. Ok. Như vậy thì ở đây các em thấy này, câu A là tăng, ở đây tăng thì chứng tỏ câu A này sai rồi. Tỷ lệ nghịch một anh tăng thì anh kia phải giảm, và ngược lại cả anh kia giảm thì anh kia phải tăng. Các em hiểu nào? Đó, mà ở đây á, các em thấy này, Q thì bằng U bình phương nhân T chia R. Thì giữa Q và R ở đây, các em thấy này, câu B các em để ý này, tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa. Điện trở dây dẫn giảm đi một nửa nghĩa là gì? Bây giờ thầy giảng như này này. 1 phần
phần 2 R. Chrome giảm đi một nửa là 1 phần 2 R. Thì cái anh Q đây sẽ tăng lên gì? Nó sẽ tăng lên gấp đôi, là đúng rồi, là 2 Q. Chứ không thể là tăng lên 4 lần được. Cái anh này giảm đi một nửa thì anh kia sẽ tăng lên gấp đôi. Em hiểu chưa nào? Cho nếu như ở câu C và câu D tăng gấp 4, đây 4 lần này, là sai, không thể đúng được. Nó không đúng trong công thức này. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì qua phân tích công thức này nọ thì em thấy đáp án B là đáp án chính xác. Được chưa? Đó. Hiểu không nào? Ta dựa công thức này để giải thích này cái câu số 8 nhé. Ta đi sang câu số 9 các em nha. Ta đi sang câu số 9 nha. Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian của điện dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa, nghĩa là giảm một nửa em, 1 phần 2 á, thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào? Ha? Bây giờ giảm ra, bây giờ thầy sẽ viết cái giảm nè. Bây giờ thầy nói là cái ban đầu là R, còn giảm là R phải đây. R phải là bằng gì? 1 phần 2 R đây. Cường độ dòng điện cũng vậy. Điện trở đó, cường độ dòng điện cũng 1 phần 2 Y. Cái thời gian T này cũng vậy. À, các em hiểu chưa nào? Thì bây giờ chúng ta có phải có là Q phải, thì theo công thức của chúng ta là gì? Y phải bình phương nhân gì? À, R phải và nhân cho T phải. Có đúng không? Bây giờ các em thế vô. Y phải bình phương thầy thế bởi là 1 phần 2 Y bình phương. Ở đây thầy thế bởi là 1 phần 2 R. Và đây 1 phần 2 T. Như vậy thì cái quy phẩy mà 1 phần 2 bình phương thì bằng 1 phần 4 Y bình phương 1 phần 2 R nhân 1 phần 2 T. Như vậy quy phẩy sẽ bằng, ở đây là kem lấy 1 phần 2 1 phần 4 ấy, nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân Y bình phương nhân R nhân T. Cái đây sẽ là bằng 1 phần 10 16. Mà cái này chính là gì? Đây chính là Q. Nhưng mà các em thấy nó giảm bao nhiêu? 16 lần. Thấy chưa? Các em hiểu không? Ok. Đấy. Rồi. Được chưa nào? Hiểu đó. Như vậy thì ở đây nó sẽ giảm đi là 16 lần. Câu D nha. Ta sẽ đi sang câu số 10 này nha. Đây, câu số 9 nè. Ta làm như thế rất là dễ hiểu. À. Ta đi sang câu số 10 em nhé. Dòng điện có cường độ 2mA. À, 2mA. Như vậy thì ở đây chúng ta có Y sẽ bằng là 2mA này. Được chưa? Chạy qua một điện trở 3 kilo ohm trong thời gian T, đây là 10 phút, thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này có giá trị là nào dưới đây? Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính Q. Thì thực chất ấy, cái bài này rất là dễ. Tại sao thầy nói dễ đây? Tại vì chúng ta chỉ việc áp dụng công thức thôi. Nhưng cái khó ở đây người ta cho em để làm gì? Để các em biết cách đổi ra cái đơn vị của nó, cho nó đúng theo cái đơn vị vậy thôi. Các em hiểu nè. Nhìn đây thầy đổi đơn vị này. Theo công thức của chúng ta là Q thì sẽ bằng là Y bình phương nhân R nhân T. Mà trong đó Y á, là ampere, R này là ohm. Thấy chưa? Ghi ohm không? Đây 3 kilo ohm. Rồi T này là dây. Thì bây giờ chúng ta phải đổi ra hết. Ở đây miliampere chúng ta sẽ đổi ra thành ampere. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ từ miliampere mà đổi ra ampere, chúng ta sẽ chia cho 1000, nghĩa là bằng là 0,002 ampere. Hoặc là một số thầy cô có thể ghi là 2 nhân 10 mũ trừ 3 ampere cũng được. Các em hiểu không nào? Hoặc là 2 chia cho 1000 cũng được. Mà thông thường theo cái máy tính của chúng ta ấy, thì thông thường các em chỉ bấm là 2 nhân 10 mũ trừ 3 các em ạ. Ampere. Ok. Còn từ kilo ohm mà đổi ra ohm
thì chúng ta sẽ nhân cho 1.000, nghĩa là chúng ta sẽ được đưa về được là 3.000 ohm. Phút đó là giây, thì lấy 10 nhân cho 60 thì bằng 600 giây. Đó, bây giờ có số liệu, lấy 3 số liệu này chúng ta thế vào công thức nữa là ok con dê. Hiểu chưa? Giải được hiểu không nào? Nhưng mà cái em ghi thầy là cái nhiệt lượng tỏa ra ở cái điện trở là, nhưng mà chúng ta có công thức là Q sẽ bằng là Y bình phương nhân R nhân T, đúng không? Thì Q chúng ta là Y bình phương, mà Y ở đây, đây đây, lấy cái số này trong bài lấy 2mm này nha. Như vậy thì chúng ta có 0,002 bình phương nhân R chúng ta là 3.000, ở đây là nhân cho 600, có đúng không? Như vậy Q của chúng ta sẽ bằng, ta sẽ bấm máy tính nha. Nhân ở đây cho 3.600 đây em, bằng 7,2 luôn. Thì chưa nào? Em rõ chưa nào? 7,2 luôn. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn giùm thầy là đây, khả năng A. Và cái này chúng ta bắt buộc phải tính toán này nọ ra, chứ không phải là các em nhìn vào mà các em chọn liền được thì các em quá là tài ha. Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở bắt đầu từ cái bài 11 các em nhé. Ok, cảm ơn em. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nhé, để nhận được những cái video mới nhất từ kênh của thầy. Nếu có điều kiện là đăng ký khóa online, còn không có điều kiện thì thôi. Thì thế nào? Ok.